Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng quay trở lại khóa học Tiếng Việt lớp 2 của trang web olm.vn Các bạn học sinh thân mến, cô trò chúng ta sẽ đến với video bài giảng phần thứ 2 của bài học Ôn tập và đánh giá cuối học kỳ 2, tiết 3, tiết 4 trong phần 2 này, cô trò chúng ta sẽ cùng thực hành luyện tập với hai nội dung các con được củng cố, phát triển vốn từ chỉ sự vật, đặc điểm và hoạt động quen thuộc. Sau đó sẽ sử dụng các từ ngữ để đặt câu giới thiệu, câu nêu đặc điểm, câu nêu hoạt động. Trước tiên sẽ cùng phát triển vốn từ ngữ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm và chỉ hoạt động. Cô có bức tranh như thế này. Theo con, bức tranh này vẽ cảnh ở đâu? Đúng rồi, chúng mình có thể dự đoán bức tranh vẽ cảnh ở một vườn hoa hay là một công viên nào đó. Trong hình ảnh này, con sẽ tìm những từ ngữ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm và từ ngữ chỉ hoạt động. Để tiện theo dõi và tìm từ, cô chia thành 3 nhóm như ở trên màn hình, hoặc trong vở con cũng có thể kẻ thành các bảng các con nhé. Cô có từ ngữ chỉ sự vật đầu tiên là trẻ em. Hãy tìm thêm những từ chỉ sự vật nữa trong câu hỏi sau đây. Ơi ngành này chúng mình có thể nhìn thấy được các sự vật và sự vật ở đây là những từ chỉ người, chỉ con vật, chỉ đồ vật, chỉ cây cối. Chúng ta có các từ chỉ sự vật có thể kể đến như là ông cụ. Người đàn ông thêm một người đàn ông ở đây nữa và ngồi bên cạnh người đàn ông này có một người phụ nữ hoặc con cũng có thể thấy được có người mẹ đang chạy bộ cùng với cả em bé con thấy được có sự vật đó là con chim hay là con bướm hoặc chúng ta có thể nhìn thấy quả bóng mà các bạn nhỏ đang cùng nhau chơi đùa hay còn có thể nhìn thấy cây cối ở xung quanh nhìn thấy cả hoa ở trung tâm của bức tranh còn thấy có một chiếc thùng rác có những đôi giày của mọi người có tờ báo của ông cụ hay là còn tìm thêm được từ chỉ sự vật nữa là cỏ như thế trong bức tranh này chúng mình có thể tìm thấy rất nhiều những từ ngữ chỉ sự vật tiếp theo chúng ta sẽ tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm Cô có thể gọi tên được những trạng thái, tính chất của những hoạt động của mọi người trong bức ảnh này, ví dụ như vui tươi, chăm chú, trầm tư, tinh nghịch hay là hào hứng. Nếu như muốn tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của hoa, cô sẽ có hai từ nào trong những từ sau đây? Còn hãy tương tác với câu hỏi của Almer nhé. nói về đặc điểm của hoa còn có thể tìm các từ như là rực rỡ đỏ thắm hoặc chúng mình có thể có thêm những từ ngữ chỉ đặc điểm khác như đông vui chăm chỉ cuối cùng là những từ ngữ chỉ hoạt động cô thấy các em nhỏ chạy nhảy hoặc là đá bóng chạy tập thể dục đánh cầu con hãy tìm thêm ba từ ngữ chỉ hoạt động nữa được nhắc đến qua hình ảnh này Dựa vào hình ảnh, con có thể tìm thêm các từ chỉ hoạt động như là đọc báo là hoạt động của ông cụ. Hoặc trò chuyện là hoạt động của mọi người. Hay bay lượn là hoạt động của con bướm. Đứng là hoạt động của hai người đang cùng tập thể dục. Chúng mình cũng có thể tìm được một từ chỉ hoạt động đó là từ hót nói về hoạt động của con chim. Như vậy là Thông qua hình ảnh, các con tìm được những từ ngữ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm, chỉ hoạt động. Chúng mình còn có thêm rất nhiều những từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động hay đặc điểm nữa mà chúng ta hay sử dụng, các con có thể liệt kê thêm nhé. Dựa vào hình ảnh này, cô trò chúng mình sẽ cùng đặt câu. Chúng ta đặt câu giới thiệu sự vật, câu nêu đặc điểm và câu nêu hoạt động. Đầu tiên, cô có một câu giới thiệu sự vật. Đây là công viên để bao quát toàn bộ khung cảnh này. Các con thấy câu giới thiệu thường có từ là Tương tự như vậy, giới thiệu tiếp về công viên còn có thể có câu văn. Công viên là nơi vui chơi của mọi người. Hoặc trong câu hỏi sau, cô có các từ ngữ. Còn hãy sắp xếp để tạo thành câu giới thiệu sự vật hoàn chỉnh chúng mình có thể đặt được một câu giới thiệu khác đó là ghế ngồi ở công viên là ghế đá các con nhớ nhé câu giới thiệu sẽ có từ là chúng mình nhớ được kiến thức này để đặt những câu giới thiệu khác kế tiếp đến câu nêu đặc điểm cô nói về đặc điểm ở trong bức tranh này công viên hôm nay đông vui các con nhớ câu nêu đặc điểm sẽ có từ ngữ chỉ đặc điểm và trong câu văn này từ đông vui chính là từ chỉ đặc điểm tương tự như vậy con có thể đặt câu để nêu đặc điểm của các sự vật khác như các bạn nhỏ rất vui vẻ vườn hoa rực rỡ hay là thảm cỏ xanh rờn các từ được in đậm trong những câu văn này chính là từ chỉ đặc điểm cuối cùng chúng ta đặt câu nêu hoạt động. Câu văn mà cô đặt được là ông cụ đọc báo. Một lần nữa, con thấy cô in đậm từ đọc báo. Đọc báo là từ chỉ hoạt động. Vậy chúng mình cũng lại củng cố thêm một kiến thức nữa đó là câu nêu hoạt động sẽ có từ chỉ hoạt động. Kế tiếp, hãy đặt giúp cô câu nêu hoạt động của ba bạn nhỏ này. chính xác chúng ta có câu văn ba bạn nam đá bóng hoặc con có thể đặt câu để nói về hoạt động của hai mẹ con đó là hai mẹ con chạy bộ hay hai cô chú ngồi trên ghế đá trò chuyện hoặc đặt câu nêu về hoạt động của đàn bướm còn có thể nói đàn bướm bay lượn như vậy là ở video bài giảng này các con đã cùng được củng cố vốn từ ngữ chỉ sự vật chỉ đặc điểm chỉ hoạt động sau đó, dùng các từ ngữ này để đặt câu giới thiệu, câu nêu đặc điểm, câu nêu hoạt động. Chúng mình có thể thực hành thêm để thật lưu loát những kỹ năng và kiến thức này nhé. Video bài giảng đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả chúng mình trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.